ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có như một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Hôm nay là ngày chủ nhật rồi, là ngày cuối tuần rồi, nhưng ô tô 360 của chúng tôi vẫn quay và vẫn giới thiệu cho quý vị và các bạn một sản phẩm mà ô tô 360 của chúng tôi vừa mới mua được về cửa hàng đây ạ. Chúng tôi đem ra đây là quay lên để giới thiệu cho quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái phân khúc sedan, đó là chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản GLS 2.0 số tự động, sản xuất cuối năm 2017, đăng ký cuối năm 2017 rồi, đăng ký tên tư nhân. Chiếc xe đã chạy được hơn 3 vạn km rồi ạ. Và chiếc xe này là chiếc xe màu đỏ, rất phù hợp với tất cả các lứa tuổi. Ở cái phân khúc sedan mà ở cái Hyundai Elantra này thì cái màu đỏ, màu trắng là phù hợp với nhiều tầng lớp, nhiều độ tuổi nhất ạ. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn một chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản GLS 2.0 số tự động mà chúng tôi vừa mới mua về được đây ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là tất cả còn nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các chúng tôi sẽ tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 số tự động này ạ. Nếu như quý vị các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần làm việc cho anh em ô tô 360 của chúng tôi. Và nếu như quý vị các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp thì mời quý vị các bạn đến luôn cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với bất kỳ khách hàng nào đến xem xe thì chúng tôi cam kết là chiếc xe này còn nguyên bản, không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên zin hết ạ, không mất một phân keo chỉ nào cả. Hay là anh em thợ còn có một câu là không một lỗi nhỏ thì chúng tôi cam kết điều này. Đây là cái phần 3 rờ sốc sau của chiếc xe đây, mời quý vị các bạn cùng xem ạ. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Elantra phiên bản GLS 2.0 số tự động này là bộ đèn là full LED rồi và cảm biến trước sau. Đây là cái phần cảm biến sau của xe đây ạ. Kể cả chị em phụ nữ đi chiếc xe này thì cũng rất là yên tâm vì có camera cảm biến lùi đầy đủ hết cả rồi. Hyundai cũng đã trang bị tương đối là đầy đủ ạ. Đây là cái phần 3 rờ sốc trước của xe ạ. Tất cả đã có đầy đủ hết, kể cả là đèn gầm, đèn LED, cảm biến trước, tất cả đều đầy đủ hết rồi, đều được tích hợp với chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 số tự động phiên bản 2017 nữa ạ. Đây là cái phần 3 rờ sốc trước, tôi quay chi tiết lại cho quý vị và bạn cùng xem để quý vị và bạn có thể thấy được là nó không xước sát ấy, chưa nói gì đến là đâm đụng hay va chạm gì cả. Chiếc xe này chúng tôi cam kết là không đâm đụng, không va chạm, nhưng mà đây nó còn không xước sát luôn ạ. Tất cả là còn rất là mới, chúng tôi cũng chưa phải sơn một tí nào cả. Đây là cái phần cụm đèn trước của chiếc xe đấy ạ, bao gồm đèn pha bi xenon, đèn LED đấy ạ. Đèn LED này chúng tôi quay camera vào thì nó nháy, chứ còn nguyên bản là nó không nháy như này đâu ạ. Vì cái ánh mắt camera nó vào thì nó sẽ nháy ạ. Và cái cặp đèn gầm, chiếc xe cũng đã được trang bị là cảm biến trước. Đây là cái cảm biến trước của xe đấy ạ. Cảm biến trước này, cặp đèn gầm cũng là đèn bi rồi đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Elantra GLS này là tương đối là đầy đủ đồ. Cặp đèn gầm này là cặp đèn bi và rất là điệu ạ. Rất là đẹp. Nhìn rất là thể thao, rất là đẹp ạ. Option thì tương đối đầy đủ rồi. Khóa thông minh, đèn nổ start tốt, cửa nóc, ghế điện, sấy ghế, tất cả đầy đủ được trang bị hết rồi. Điều hòa tự động, hai vùng độc lập. Không còn thiếu một cái option gì cả. Gương chiếu hậu là gương gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Tất cả cũng đã được trang bị hết lên chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 số tự động này rồi ạ. Nhìn rất là thể thao, rất là đẹp ạ. Và rất là phù hợp với tất cả các độ tuổi, đặc biệt là thanh niên. Thanh niên thì nhìn về chiếc xe này thì rất là thích rồi, rất là thể thao. Và màu đỏ thì nó phù hợp với rất là nhiều độ tuổi, từ thanh niên hay là có thể người trung tuổi trở lên cũng phù hợp với cái màu này. Màu này thì dễ sử dụng nhất ạ, phù hợp với rất là nhiều độ tuổi. Và đây là cái phần la răng và cái phần lốp xe đấy ạ. Lốp xe này rất là dày, cả dàn lốp còn rất là dày.
rất là mới vì chiếc xe mới chạy có hơn 3 vạn km thôi. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 và cái đét lốp của xe đây tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn cùng thấy ạ. Đét lốp là tuần thứ 11 năm 2017 đây. Cả dàn lốp này là đều 2017 và còn nguyên bản theo xe. Đây là cái lốp trước của xe, vừa rồi là tôi quay lốp sau. Bây giờ tôi sẽ quay về cái lốp trước cho quý vị và các bạn cùng xem. Nó cũng còn rất là dày, rất là dày, rất là mới vì chiếc xe chạy hơn 3 vạn km thôi. Và đét lốp thì đều là sản xuất năm 2017 ạ. Đây là cái phần đét lốp tuần thứ 12 năm 2017. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2017 và lốp cũng là 2017 luôn. Chiếc xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đè nổ start stop và bấm mở cửa trên cánh cửa luôn ạ. Cả bên lái và bên phụ đều được bấm tay mở cửa. Đây là cái đặc điểm của khóa thông minh. Và sau đây thì tôi sẽ quay về cái phần nội thất để giới thiệu cho quý vị và bạn cùng xem. Trước tiên là chúng ta sẽ xem qua về cái phần cánh cửa trước bên lái, cánh cửa nhiều nhất, mở nhiều nhất, sử dụng nhiều nhất của chiếc xe đây ạ. Thì nó còn mới và đẹp như thế này thì điều này chứng tỏ là chủ xe đi rất là ít, rất là giữ gìn. Xe cũng đã được trang bị lên là cái cụm điều khiển gương kính và gương gập điện ạ, gương chiếu hậu cũng đã được gập điện, bấm vào trên cái tab đi cửa này rồi. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem từ cái chi tiết nhỏ nhất cho đến tất cả để quý vị các bạn có thể tự đánh giá được cho chiếc chất lượng của chiếc xe này. Phần nhựa đây, đây là cái phần nhựa này, phần ốc này, gioăng này, tất cả tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem để thấy được nó còn nguyên bản và nó còn mới và nó còn đẹp như thế nào ạ. Nội thất thì rất là đẹp đây ạ. Xe cũng được trang bị là cửa nóc rồi đấy ạ. Và nội thất da cao cấp màu kem rất sang trọng, rất sáng xe, rất sạch sẽ. Đây là cái phần cửa nóc, tí tôi quay giới thiệu chi tiết về cái cửa nóc này cho quý vị và bạn cùng xem. Đây là cái bộ ghế da của xe, ghế da cao cấp cũng đã được trang bị là ghế chỉnh điện rồi đấy ạ. Ghế chỉnh điện 12 hướng, tất cả được điều chỉnh 12 hướng ở cái ghế chỉnh điện này rồi. Option tương đối là nhiều. Chiếc xe Hyundai Elantra 2.0 số tự động này. Ở cái phiên bản số sàn thì không được trang bị nhiều như thế này đâu. Và cái phiên bản 1.6 cũng không được trang bị nhiều option như thế này đâu. Cái phiên bản GLS 2.0 là cái phiên bản được trang bị option coi như là đầy đủ nhất. Tất cả đầy đủ nhất rồi, không còn thiếu một cái gì cả. Tất cả đều được tích hợp lên cái phiên bản GLS 2.0 số tự động này rồi ạ. Và đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái. Tất cả về cái phần keo chỉ, ốc ác này, gioăng này, tôi cũng quay chi tiết để quý vị các bạn cùng xem. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết tất cả nó là còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần cửa gió điều hòa dành cho phần người ngồi phía sau. Và cái phần ghế phía sau đây tôi quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem vì nó còn rất là mới, rất là đẹp vì chủ xe đi cũng ít và lại rất là giữ gìn cho nên nó còn mới và sạch sẽ như thế này. Chiếc xe này chúng tôi cũng vừa mới mua về và cũng vừa mới dọn dẹp lên xong thôi, chứ không phải đánh bóng và cũng không phải sơn bất kỳ một chỗ nào, chỉ có dọn qua về cái phần máy móc nội thất rồi. Cho nên nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và đây là chiếc cốp của chiếc xe. Tôi quay về cái phần cốp đây cho quý vị và các bạn cùng xem. Keo chỉ nó còn nguyên zin đấy ạ. Tất cả keo chỉ của cái phần cốp này mà nó còn nguyên zin thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm từ phía sau, chưa bị va chạm từ phía sau. Chưa bị va chạm thì nó mới còn mới và nó còn đẹp như này. Tất cả nó mới còn nguyên bản được như thế này. Chủ xe đi cũng rất là giữ gìn, rất là cẩn thận. Cho nên là chiếc xe 2017 mà nó còn được đẹp như thế này ạ. Tất cả còn rất mới và cái phần nỉ này, nỉ ở cái khoang chứa đồ này nó cũng còn mới cơ, còn rất là đẹp. Chủ xe đi cũng ít để đồ. Và đây là cái phần lốp sơ cua. Lốp sơ cua cũng còn nguyên bản và chưa hạ một tí nào. Tất cả phụ tùng lốp sơ cua, cái khoang sau này còn rất là mới, rất là đẹp và tất cả là còn nguyên bản. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này nó còn nguyên bản hết, chưa có tai nạn, chưa có đâm đụng, chưa ngập nước. Nếu như quý vị các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 số tự động 2017 này thì mời quý vị và các bạn
hãy qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp, để được anh em chúng tôi tư vấn trực tiếp chiếc xe này. Và nếu như quý vị và các bạn chưa thu xếp đầy đủ về tài chính để chiếc xe này thì chúng tôi cũng làm thủ tục hỗ trợ cho quý vị và các bạn về cái phần trả góp. Quý vị và các bạn vẫn vay 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Và thủ tục làm thì chúng tôi cũng làm rất là nhanh gọn cho quý vị và các bạn thôi. Chỉ trong khoảng từ 3 đến 5 ngày thì quý vị và các bạn có thể nhận được xe và sử dụng ngay chiếc xe ô tô của mình rồi ạ. Tôi quay rất là chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem, cho nên là quý vị và các bạn cố gắng theo dõi clip, hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho tinh thần làm việc kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ. Chúng tôi quay chi tiết để nếu như quý vị các bạn chưa đến xem trực tiếp được thì quý vị các bạn có thể ngồi xem clip, thì quý vị các bạn có thể tự đánh giá được chất lượng của chiếc xe này, nó còn mới như thế nào, nó còn đẹp như thế nào, để quý vị các bạn có thể cân nhắc, có thể xuống tiền mua chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 568 triệu đồng thôi. Chỉ 568 triệu đồng, nếu như quý vị các bạn trả góp thì quý vị các bạn chỉ phải bỏ ra 200 triệu thì quý vị các bạn cũng đã được sở hữu ngay chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 số tự động 2017 này rồi. Chiếc xe này thì còn rất là mới, rất là đẹp. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là chiếc xe này nó còn nguyên bản, không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản, tất cả nguyên bản. Và chúng tôi có thể cam kết với quý vị các bạn bằng văn bản, nếu như sai chúng tôi có thể trừ tiền, nếu như sai chúng tôi có thể chịu phạt tiền về chiếc xe này. Tất cả là chúng tôi đều cam kết, có thể cam kết bằng văn bản ạ. Tất cả chiếc xe này nó còn rất là mới, rất là đều xe. Chủ xe đi có hơn 3 vạn thôi, cho nên rất là giữ gìn. Đây là cái phần cửa gió dành cho người ngồi ở hàng ghế phía sau đấy, điều hòa dành cho người ngồi ở hàng ghế phía sau. Mà nhiều ở phân khúc sedan hạng C chưa được trang bị đâu. Chiếc xe Hyundai Elantra này thì cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho người ngồi phía sau ạ. Và đây là cái phần đồng hồ của xe, tôi quay sát cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Chiếc xe chính xác chạy được là 39.000 km rồi đấy ạ, 39. Và vô lăng, tất cả vô lăng và cái phần nội thất này của nó còn rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là mới, từ vô lăng này, táp bi cửa cho đến táp lô, tất cả còn đang rất là mới. Vô lăng thì chiếc xe Hyundai cũng đã được trang bị cho chiếc Elantra này là ga tự động, tức là kiểm soát hành trình, cruise control đấy ạ. Tất cả đã được trang bị lên chiếc Hyundai Elantra này rồi. Và điều khiển âm thanh trên vô lăng, chuyển bài trên vô lăng, tất cả cũng đã được trang bị hết cho chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 số tự động 2017 này rồi ạ. Tất cả là full option, đầy đủ hết rồi, không thiếu bất kỳ một chi tiết nào cả. Và cũng đã được trang bị là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đây là điều hòa tự động hai vùng độc lập, kèm theo sấy ghế, sưởi ghế, tất cả đầy đủ hết rồi, không thiếu một thứ gì. Và đây là chiếc màn hình của chiếc xe. Xe cũng đã được trang bị màn hình, camera lùi, đầy đủ hết rồi, không thiếu một cái gì cả. Và khóa thông minh, đè nổ start stop, tức là khởi động bằng nút bấm đấy ạ. Đây là cái nút bấm start stop, khởi động bằng start stop đấy ạ. Thường là những xe khóa thông minh thì đã được khởi động bằng start stop. Màn hình giải trí đa phương tiện tích hợp camera lùi, tất cả được trang bị hết trên chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 số tự động này rồi. Ở cái phiên bản 1.6 thì là Hyundai cũng đã cắt bớt đi rất nhiều option rồi, không được đầy đủ như chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 số tự động này đâu, tương đối là đầy đủ rồi, tất cả là rất là đầy đủ. Vừa rồi tôi cũng đã quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần cửa nóc của chiếc xe. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Elantra GLS phiên bản 2.0 số tự động năm 2017 này là full option rồi, khóa thông minh, đè nổ start stop và cửa sổ trời có rất là nhiều tác dụng. Nếu như đi ở biển thì chúng ta có thể bấm mở cửa sổ trời ra để đón gió trời, lấy không khí từ biển vào thì rất là mát và rất là thoải mái. Đây là cái phần cửa sổ trời, tôi sẽ mở cho quý vị và các bạn cùng xem tất cả về cái phần cửa sổ trời này. Chỉ khởi động bằng cái nút bấm này thôi, đóng mở bằng nút bấm. Và cái nút bấm này là nguyên bản, không phải là hàng độ, nếu như độ vào thì nó không zin, không đẹp như thế này đâu. Và tất cả còn đang hoạt động rất là trơn tru, rất là đẹp. Đây là cái phần cửa sổ trời.
chiếc xe dù ngoại thất có đẹp đến đâu, nội thất có đẹp đến đâu, có còn nguyên zin đến đâu, thì cái điều quan trọng nhất của chiếc xe mà chúng ta phải quan tâm đó là cái phần trái tim của chiếc xe, hay còn gọi là động cơ của chiếc xe đấy ạ. Hyundai cũng đã trang bị cho Elantra GLS 2.0 số tự động 2017 này là một khối động cơ xăng, động cơ 2.0. Đây là cái khối động cơ mà Hyundai đã trang bị cho phiên bản Elantra GLS 2.0 đây ạ. Là động cơ DOHC 2.0 lít và là động cơ xăng. Động cơ thì rất là mới rồi, tất cả còn rất là mới vì chúng tôi cũng vừa dọn dẹp lên. Và cái điều nữa rất là quan trọng, và cái điều xe cũ nào mà quý vị các bạn cũng phải quan tâm và chúng tôi phải giới thiệu cho quý vị các bạn, để quý vị các bạn thấy được ốc áp cabo keo chỉ. Đây, tôi lại quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem, để quý vị các bạn cùng thấy được chiếc xe này nó còn mới hay không, nó có bị đâm đụng hay không, nó có bị va chạm hay không. Thì cái ốc cabo này, keo chỉ này, nó nói lên tất cả. Tất cả ốc còn nguyên, keo chỉ còn nguyên thì tất nhiên là nó còn nguyên, chưa bị đâm đụng hay chưa va chạm gì cả rồi, tất cả nó còn nguyên đây ạ. Tôi quay chi tiết, tôi quay rất là sát vào đây cho quý vị các bạn cùng xem, để quý vị các bạn thấy được là cái ốc nó còn nguyên như thế này. Thì điều này chứng tỏ là xe này còn nguyên bản, tất cả chưa bị tai nạn. Từ cái ốc cabo keo chỉ này cho đến ốc tai xe, đây là cái ốc tai xe đây ạ. Nhiều người không biết về cái phần này đâu, chúng tôi phải quay giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem. Ốc tai xe cho đến cái ốc xương đầu xe, tất cả nó còn nguyên như thế này. Thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay chưa va chạm gì cả, thì nó mới còn được mới, được nguyên bản như thế này ạ. Ốc chưa có dấu hiệu của tháo dỡ hay là vặn lại. Nếu như tháo dỡ hay vặn lại thì nó sẽ bị làm lại rồi, không còn nguyên zin nữa. Và đây là ốc chân máy này, cùng với ốc mặt máy. Ốc chân máy, ốc mặt máy, tất cả nó cũng còn nguyên, chưa có dấu hiệu của sự vặn ra. Điều này chứng tỏ là máy móc còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị ngập nước, chưa phải làm lại bất cứ chi tiết nào thì nó mới còn được nguyên bản như thế này. Và cái động cơ này thì còn rất là mới ạ. Động cơ xăng, động cơ 2.0 rất là mới. Tất cả chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết, ốc còn nguyên bản hết, tất cả còn nguyên bản, chưa có phải làm lại bất cứ một cái gì cả. Cho nên nó còn nguyên bản và nó còn rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới từ được lấy ra từ xuất xưởng, không khác gì một chiếc xe vừa mới ở xuất xưởng ta sử dụng. Cho nên nó còn rất là mới, tất cả chi tiết đều đẹp đều. Chủ xe mới chạy có hơn 3 vạn thôi, cho nên nó còn rất là đều. Ở cái phân khúc này thì ít xe chạy dịch vụ thôi, cho nên quý vị và các bạn có thể yên tâm hơn rất là nhiều. Đây, tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem. Tôi mở cả cái nắp máy này ra cho quý vị các bạn cùng xem. Cái nắp nhựa thôi nhá, chứ không phải là cái nắp mặt máy. Đây, tất cả còn nguyên bản hết và nó còn rất sạch sẽ, rất đẹp đẽ. Ốc còn nguyên hết đấy ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Đấy, bây giờ tôi đóng lại cho quý vị và bạn cùng xem. Đã giới thiệu cho quý vị và bạn hết về cái phần động cơ này, để quý vị và các bạn có thể yên tâm sử dụng chiếc xe này rồi ạ. Động cơ 2.0, tuy là động cơ 2.0 nhưng mà Hyundai cũng đã trang bị một cái động cơ 2.0 rất là thông minh và tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như ở chạy đường phố thì chiếc xe này sử dụng hết hơn 8 lít, khoảng 8 lít 9. Đấy, còn nếu như ở hỗn hợp thì hơn 6 lít thôi, cho nên chiếc xe này đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Quý vị các bạn có thể yên tâm về cái phần nhiên liệu của chiếc xe này rồi, không lo tốn xăng. Vậy nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn đang xem clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.